Hôm nay mình sẽ học qua bài 6, tiếp tục phụ âm 2. Thì cái phần phụ âm mà mình sẽ học đây á là phụ âm bật hơi. Trước khi qua học bài phụ âm thì cô sẽ sửa bài tập trang 43, check 22 và 23. Các bạn lật bài ra sửa bài nhé. Rồi, bây giờ thì cô sẽ cho các bạn nghe file 22 trước. Check 22 à.다음을 잘 듣고 맞는 발음을 찾아서 연결하십시오. 과자, 사과, 교과서, 외, 돼지, 샤워, 여자, 의자. 다시 들으십시오. 과자, 사과, 교과서, 외, 돼지. 샤워, 여자, 의자. 아이, đáp án của mình ha. 과자, 사과, 교과서, 왜, 돼지, 샤워, 여자, 의자. Và bài 23 nó sẽ khác bài chép 22 chỗ nào. Thì chép 23 người ta cũng sẽ đọc lại đúng cái dòng như thế này, nhưng mà người ta sẽ đọc cho mình viết ra. Nên các bạn về nhà cố gắng à, cố gắng nghe rồi viết lại. Đến khi nào các bạn viết được, nghe được và đọc theo được thì mình mới qua những cái bài tập như thế này nhé. Những cái bài tập này khi mà các bạn mới học, các bạn lấy cái nền tảng và các bạn làm như thế á, thì sau này các bạn học nghe rất là khỏe. À, mình nghe riết, mình nghe quen rồi, cái khi mà người ta đọc á, mình sẽ không bao giờ cảm thấy nhanh nữa. Và mình càng nghe nhiều thì mình sẽ càng luyện cho cái phần mà nói của mình nó ra nó chính xác hơn. Vì sau khi kỹ năng nghe của mình tăng thì kỹ năng nói cũng sẽ kéo theo. Vì khi các bạn nghe được đúng mà các bạn phát âm ra sai thì các bạn sẽ cảm thấy mình sai liền, là mình tự sửa được. Nên là kỹ năng nghe này rất là quan trọng. Rồi, mình sẽ qua bài 6. Ai, phụ âm, đây là phụ âm bật hơi. Phụ âm bật hơi là như thế nào? Là khi nói chuyện ra mình sẽ bật ra một luồng hơi. Tiếng Việt không có phụ âm bật hơi. Có những chữ sẽ giống giống phụ âm bật hơi của tiếng Hàn, giống như là chữ chữ khờ này, chữ thờ, chữ phờ và chữ hờ. Nhưng mà thực chất á, khi mà Việt Nam mình nói những chữ đó, nó có tí xíu, một chút xíu được gọi là bật hơi thôi, chứ nó không có bật hơi mạnh giống như là tiếng Hàn nhé. Nhưng mà vì mình cũng có nền tảng những chữ như thế này, nên khi các bạn học, các bạn chỉ cần biết áp dụng giữa tiếng Việt của mình và tiếng Hàn thì các bạn sẽ phát âm rất là nhanh. Thấy chưa? Rồi, những cái chữ bật hơi này thì nó được phát sinh từ những chữ phụ âm đơn. Nên khi các bạn học được phụ âm đơn rồi, mấy bạn sẽ học được chữ phụ âm bật hơi này rất là nhanh. Rồi, chữ phụ âm bật hơi đầu tiên chính là chữ khiết. Nhớ cô đọc ra là khiết. Và phụ âm này ký hiệu là chữ chữ khờ. Khờ của tiếng Việt á. Mấy bạn bây giờ mấy bạn đọc làm sao mà nó cho ra được cái chữ bật hơi? Cô đọc là khiết thì các bạn sẽ cảm giác một luồng hơi nó bật ra ngoài. Còn các bạn mới, các bạn chưa có đọc được thì các bạn hãy tập chữ khờ này nè. Về nhà, thay vì bạn nói chữ khờ, khờ của tiếng Việt nó rất là nhẹ luôn, thì bạn nói là khờ. Các bạn sẽ nén hơi rồi bật ra, tập chữ khờ trước. Khờ, khờ, khờ. Cố nói mạnh hơn. Thì khi các bạn tập như vậy xong, khi bạn tập nhuần những chữ khờ này xong, các bạn sẽ qua nó là khiết, khiết, khiết. Thấy chưa? Thay vì chữ khờ tự là khí, khờ, khí, khờ, khi. Thấy chưa? Khiết, khiết, khiết. Thì cái chữ này sẽ được phát sinh từ chữ gì? Chính là chữ ki giót. Nó được phát sinh từ chữ ki giót. Nên khi chữ ki giót
mà gặp một phụ âm là hi ích. Mấy bạn nhớ này, sau này quy tắc phát âm luôn à. Sau này chữ kia gió mà gặp chữ hi ích hoặc ngược lại. Chữ hi ích mà gặp chữ khi gió thì sẽ đều phát âm là chữ khi ích hết. Nhớ cái quy tắc này cho con nha. Chữ hi ích một chút xíu mình sẽ học. Rồi tiếp tục. À, chữ tới chữ là chữ chiết. Tới chữ là chữ chiết. À, chữ này là chữ chờ, nhưng mà nó có một cái dấu phẩy, một cái dấu râu ở trên đầu, người ta gọi là chờ có râu đấy. Ở trong tiếng Hàn các bạn học quen, các bạn sẽ nói là chờ có râu hay không có râu. À, các bạn đi hỏi đánh vần rồi này kia, muốn đi kiểm tra mà quên từ vựng đó, từ này không biết là chờ có râu hay không có râu ta. Thì còn tiếng Việt mình là cái chờ cho, chờ tre và chờ chó đó. Thì các bạn sẽ để ý ha. Ở đây trong tiếng Hàn là chờ có râu và chờ không râu. Ok chưa? Đây sẽ đọc là chi ít chiết chiết chiết. Thì khi các bạn phát âm chữ này á thì các bạn sẽ phát âm bằng chữ chờ của tiếng Việt mình, chờ chờ, không phải chờ tre nha, chờ bình thường ha, chờ trong chữ chờ đợi đấy. Là mấy bạn sẽ là chờ chờ chờ, không có cong lưỡi nha, và khơi là nó không có cong lưỡi. Chờ chờ, mấy bạn sẽ lấy cái lưỡi của mình ép sát lên vòng họng ở vòng vòng trên á. À, sau các bạn ép sát lên, các bạn bật ra chữ chờ thì các bạn sẽ được bật hơi được cái chữ này là chờ chờ. Thì khi các bạn chỉ chờ bật ra, tất nhiên cái lưỡi của mình sẽ đi xuống học ạ. Mình trước mình ép trước khi mình phát âm thôi nha, là chờ chờ. Sau khi phát âm được chữ chờ như thế rồi, các bạn sẽ là chiết chiết chiết. Chà, thì chữ này nó sẽ bắt nguồn từ chữ chiết. Nó cũng sẽ có một cái nguyên, một cái bất quy tắc giống như gặp hi ích hoặc là hi ích gặp với chiết. Thì cái này mình sẽ phát âm là chiết. Nhớ cái quy tắc này cho cô luôn không? Rồi, chữ tiếp theo là chữ thiết. Chữ này ký hiệu là chữ chữ thờ. Đấy. Nên khi các bạn phát âm, các bạn sẽ phát âm chữ thờ trước hay tập đọc bật hơn chữ thờ trước. Thờ, chữ thờ thì nó khác với chờ là không dùng nguyên cái lưỡi mà mình sẽ dùng cái đầu lưỡi ấn lên cái răng của hàm trên, xong nó bật ra thờ thờ thờ. Khi các bạn ấn càng mạnh thì các bạn bật ra hơi càng nhiều. Các bạn bật hơi nhiều thì cái sau này khi mà các bạn vô câu nói chuyện nào nghe nó giảm xuống là vừa. Còn bây giờ các bạn bật nhẹ quá thì sau này vô câu nói chuyện á cái nó mất luôn. Thì nó bị phát âm sai nha. Đọc là thờ thờ thờ. Sau khi phát âm được chữ thờ này rồi thì bắt đầu mình là thiết 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 thiết. Ok chưa? Thì chữ thiết này sẽ bắt nguồn từ chữ ti kích, mà mình sẽ gặp hi ích thì hoặc là hi ích mà gặp ti kích thì nó sẽ phát âm là thiết. Những cái bất quy tắc phát âm này, những cái luyến âm như thế này các bạn bắt buộc phải học thuộc. Ok cha, mai mốt mà vô cứ câu nào, cứ có cái chữ nào mà nó luyến âm như thế này cô đều nhắc lại hết. Nên các bạn mỗi lần các bạn học là các bạn đều phải nhắc lại như thế này. Để làm cái gì? Khi đó nó sẽ ăn vào bộ não của mình, nó sẽ nhớ dai hơn. Chứ bạn học một lần mà bỏ qua là nó không có nhớ đâu. Rồi tiếp tục. À, chữ tiếp theo là chữ thiếp. Chữ này ghi hiệu là chữ phờ. Thì bây giờ mình cũng tập chữ phờ, chữ phờ đó nó dễ luôn. Tại vì chữ phờ tiếng Việt của mình nó cũng có bật hơi đôi chút rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bật mạnh hơn ha. Mình sẽ miếm hai môi lại. Miếm vừa thôi nha, miếm mạnh quá. Xong các bạn miếm hai môi lại, bạn bật ra. Phờ, 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 phờ. Đừng miếm mạnh quá nha, hơi miếm vừa thôi. Phờ, phờ, phờ. Thì chữ phờ này, sau khi chữ phờ này các bạn đọc nhường nhuyễn rồi, mình bắt đầu mình bật hơi ra, mình đọc. Thiếp, 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 thiếp. Rồi chữ phi ấp này sẽ bắt nguồn từ gì? Chữ bi ấp mà gặp hi ích, hoặc là chữ hi ích mà gặp chữ bi ấp. Sau này thì các bạn sẽ đều phải phát âm là chữ hi ấp. Nghe chưa? Rồi chữ tiếp theo, chữ cuối cùng mà hồi nãy giờ mình gặp luôn á, đó là chữ hi ích. Chữ này ký hiệu là chữ hờ. Đáng lý ra chữ này nó sẽ được nằm trong bảng phụ âm đơn,
Chứ tại sao người ta trong cái giáo trình này người ta lại đưa qua cái bảng phụ âm bật hơi này? Tại vì thực chất chữ hờ này nó là bán bật hơi, là nó có bật một nửa ra, nó bật nhẹ hơn những chữ còn lại. Bật nhẹ hơn khiết, chiết, thiết và piếp thì nó là hiết, hiết, nó sẽ nhẹ đi một nửa luồng hơi. Vì và nó là cái phụ âm khi gặp những cái nguyên âm được xuất phát từ âm bật hơi, âm đơn mà có bật hơi như thế này nè. Đây là âm đơn là khi gió, nó sẽ có một âm bật hơi là khi ít, âm chi ít có một bật hơi là chi ít, âm ti kết có bật hơi là thiết và âm bi ấp có bật hơi là piếp. Thì khi nó gặp chữ hờ, chữ hi ít này thì nó đều biến thành chữ bật hơi hết. Nên sau này các bạn sẽ học về, khi các bạn học bảng bắt chim á, à, bảng phụ âm cuối ấy, các bạn sẽ học về biến âm, thì các bạn sẽ được học rất là kỹ về cái này. Bây giờ giới thiệu trước để mình học trước, mai muốn nói ra nó đỡ bị bất ngờ ha nha. Rồi, chữ này đọc là chữ, mình sẽ tập chữ hờ trước. Hờ, hờ, hờ. Trong chữ hờ trong tiếng Việt của mình á, nó gần như là nó là âm âm rất là nhẹ luôn, nên nó không có bật hơi đâu, mà cái này có bán bật hơi nên là mình phải tập cho nó bật hơi đó ha. Hờ hờ hờ, giống như bạn nói chữ hờ giống như mình thở ra một cái hơi vậy đó, thở ra một lần hơi nè. Hờ hờ hờ, sau đó thì mình sẽ là hiết hiết hiết, ok nha. Hiết này nó gặp bất kỳ nguyên âm nào có bật hơi thì nó đều là biến thành âm bật hơi hết. Bây giờ ở đây cô viết thành hai cái rồi nên các bạn sẽ để ý cho cô nha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần nghe, mình sẽ nghe và mình lặp lại nha. Cô sẽ mở vai nghe.육과 한글 육. 자음 2. 다음을 듣고 따라하십시오. 츠, 크, 트, 프, 흐. Và ở đây các bạn thấy một điều là giống như bảng phụ âm đơn mà mình đã học, nó sẽ kết hợp với âm ư, nhớ ha, nó không đọc là khiết mà đọc là khư. Vì khi nguyên âm khiết này nó kết hợp với âm ư thì nó sẽ tạo thành chữ khờ, còn với chữ ư đấy tạo thành khư, xong là chứ, thư, phư và hư. Các bạn sẽ để ý cho cô ha. À, nhưng tại sao trong sách nó không có dạy mà cô lại bắt đọc cái tên là khiết, chiết, thiết, piếp và hiết? Vì khi đọc cái tên này chứ rất là có lợi cho các bạn, sau này các bạn phát âm và các bạn hỏi khi từ vựng các bạn không biết, các bạn sẽ hỏi người ta đây sẽ đọc phát âm cho mình rồi mình viết ra, người ta đọc là khi ít chi ít chứ người ta không đọc là khờ chờ thờ phờ đâu ha. Nên là các bạn sẽ buộc phải học cái này, nó không có dùng nhiều nhưng nó dùng những chỗ quan trọng không à. Cô sẽ lấy hoàn cảnh cho các bạn biết tại sao nó lại quan trọng. Ví dụ như đặt hoàn cảnh bạn là lễ tân khách sạn, để tân một khu resort, một khách sạn, à, người Hàn qua, xong đấy bạn bắt đầu là bạn người ta bạn hỏi là tất nhiên là vô khách sạn bạn sẽ hỏi tên đúng không? Son hai mươi dầu tóc kia thì xẻo, tên quý khách là gì, để ghi vô lễ tân mà bạn phải đánh tên tuổi người ta vô để lưu lại lưu trú, đăng ký lưu trú. Thì khi đó người ta sẽ nói là Kim Thi, bạn không biết viết sao, bạn viết chữ Kim chữ chữ The thôi nhưng bạn không biết viết chữ Hi sao, bạn viết hờ y hi thì sai ha. Bắt đầu là người ta sẽ thấy a à, chữ này xử lý so à, mà ra chữ này không có đúng, chữ này sai rồi. Sau người ta sẽ phát âm là chữ hiết ư y, là hiết ư. Thì các bạn không biết hiết là gì thì làm sao các bạn ghi được, mà ghi tên khách sai là không có thích. Giống như các bạn đi làm mà các bạn người ta ghi tên mình sai hoặc là đọc tên mình sai, mình cũng không có thích, cảm giác không được tôn trọng. Người Hàn cũng như thế thôi à. Rồi hoàn cảnh thứ hai, khi bạn vào một công ty mới có rất nhiều từ vựng mới mà mình không có biết, từ vựng đặc biệt là từ vựng máy móc, cái xong cái bắt đầu người ta xuống người ta kêu là cutting key, bạn biết cutting key là gì hết, cutting key là mày cắt đấy. Sau cái người ta đọc là khiết thiết
Y kia y người ta đọc đánh vần như thế, bạn không nhớ được những cái tên này thì bạn sẽ không viết được. Bạn không viết được thì người ta không thích, người ta chửi. Vô trả lương mà làm việc không được là bị chửi thôi, thế thôi. Nên rất là ít xài, nhưng xài trong những trường hợp thật là quan trọng thôi. Các bạn phải cố gắng ha. Phải học, siêng lên. Đi học cái chọn cái nghề này là chọn cái nghề là gắn vô cái chữ, một chữ duy nhất thôi, gắn vào chữ siêng. Nên là không xiên không được à. Rồi bây giờ mình đọc bài, đọc lại nha. Khiết. 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 Bật mạnh ra, chữ này là mạnh nhất luôn á. Không là chiết. 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 Tiếp tục. Thiết. 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 Mím môi lại ha. Thiếp, 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 nhẹ xuống, thiếp, 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 đọc lại một lần nữa, thiếp, 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 chiếc, 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 thiếp, 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 à, thiếp, thiếp, thiếp. Sau khi các bạn đã đọc cùng với cô những cái chữ này, các bạn sẽ phát hiện ra một điều là đôi lúc các bạn đọc á, các bạn cố gắng bật hơi quá thì mưa, nước mưa ở trong miệng nó sẽ bay ra. Nha. Và đây là hiện trạng của nói tiếng Hàn nha. À, các bạn nhiều khi á, các bạn ra ngoài các bạn nói chuyện với người Hàn, các bạn sẽ cảm giác né, không có muốn đối diện với họ và nói cảm giác rất là dơ, tại vì họ đôi lúc họ nói nhanh bắt cái hột họ văng cái nước mưa trong miệng ra. Xong. Nhưng đến khi bạn nói được tiếng Hàn và bạn nói nhanh như họ, bạn bắt được nói được gọi là gặp trường hợp đụng chuyện là nói được, thì bạn cũng sẽ bị như họ. Vì đấy là đặc trưng nha, nên là đôi lúc không kiểm soát được đâu bạn. Nhiều lúc mà nóng lên hoặc là gấp gáp có nói chuyện á, thở đồ này kia không có kiểm soát được, nên đôi lúc bình thường người ta nói người ta kiểm soát được không sao hết, nhưng mà khi mà gấp gáp hoặc là có chuyện gì đó bực tức quá nóng quá người ta sẽ không kiểm soát được. Nên nói chuyện với người Hàn đôi lúc các bạn sẽ gặp những trường hợp như vậy, không phải cố tình đâu, cái này là do ngôn ngữ này đặc trưng. Nên các bạn cũng tập, các bạn cũng cố gắng sau này nói chuyện mà có nhanh quá thì cố kiểm soát, đừng để mưa trong miệng bay ra ha. Mà có bay ra thì thôi cũng đỡ, đừng khỏi ngại ha. Ai cũng vậy thôi, nói tiếng Hàn mà. Ok ha. À, nên là nói đi lên nên nói chuyện với người Hàn đừng có né, né như vậy người ta cảm thấy tổn thương. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ qua học cách viết. Học cách viết à. Khi các bạn viết được cái chữ phụ âm đơn của nó rồi đó, các bạn học chữ này rất là dễ luôn, thì nó từ cái đó ra mà. Rồi, chữ khi ít trước ha, chữ khi ít mình sẽ viết một cái chữ ký giót trước. Xong thì mình thêm một nét nữa, được gọi là chữ khi ít nha. Viết chữ ký giót trước. Xong thêm một nét thì là khi ít. Khi ít. Mình không viết hai nét ngang rồi mới nét dọc nha, mình sẽ viết chữ ki giót trước xong mình sẽ viết chữ khiết. Ok chưa? Rồi tiếp theo viết chữ chi ít. Chữ chi ít này nó sẽ có hai cách viết. Cách viết thứ nhất, bạn sẽ viết một nét ngang ngắn xong mình viết chữ chi ít. À, cách viết thứ nhất, một nét ngang ngắn trên đầu xong viết chữ chi ít, một nét ngang ở trên đầu ngắn ngắn thôi à, chữ chi ít. Cách viết thứ hai mà cô hay sử dụng là cô viết cái chữ này nó hơi xéo lên. Hai cách viết này đều được hết ra, bạn viết như thế nào cũng được hết. Chiết. 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 Đây, đây là có hai cách viết, viết cách nào cũng được hết. Nhưng cô ra ngoài cô thích viết cách này hơn. Còn các bạn thích thì các bạn có thể viết cách này. Rồi, chữ tiếp theo là chữ thi ít. Thì mình sẽ viết chữ gạch ngang trên đầu nha, gạch hai nét, sau đó mình sẽ viết chữ niền xuống nha,
chữ thiết một nét ngang ra, một nét ngang xuống, xong bạn sẽ viết chữ niên xuống cho thiết 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 giống chữ chữ e của mình vậy đó. Thiết thiết thiết. Rồi chữ tiếp theo là chữ phiếp. Các bạn biết chữ hai la mã không? Các bạn biết y chang mà cho con à. Hai la mã là phiếp. Có nhiều bạn viết điệu á, bạn có thể viết như thế này. Đó, là gần giống như năm la mã. Sao cũng được à. Viết vầy thì nó cũng đẹp, viết vầy cũng bình thường. Cô có thích viết như thế này. Là phiếp, một nét gạch ngang, hai cái nét gạch xuống và một nét gạch ngang. Nha. Phiếp. Thiếp. Bạn có học chung thì cô thấy có nhiều bạn thích viết như thế này. Đó, viết như vậy nó là đẹp hơn. Chụm lên giống như chữ năm la mã vậy đó. Tụi bạn ha, các bạn viết như thế nào cũng được. Rồi, tiếp tục chữ hiếp. Chữ hiếp cũng sẽ có hai cách viết. Cách viết thứ nhất là một nét gạch ngắn trên đầu, xong tiếp một nét gạch dài và chữ y dân. Cách viết thứ nhất ha, nét gạch ngắn trên đầu, nét gạch ngang dài và chữ y dân. Gạch ngắn, gạch dài, y dân. Còn cô thì cô sẽ thích cách viết chữ thứ hai, là nét gạch xuống, gạch ngang, đây, gạch xuống, gạch ngang, y dân. Hiết, hiết. Cô thích viết như thế này hơn ha. Hiết, ok chưa? Các bạn nhớ học cách viết này kỹ vô ha, vì cách viết này nó khi các bạn ra ngoài các bạn viết ấy, tại vì khi các bạn đi phỏng vấn như này, các bạn biết tiếng Hàn, các bạn đi làm tiếng Hàn, người đi phỏng vấn người ta sẽ hỏi là Hangul sususo, bạn có thể viết được chữ Hangul không? Rồi tiếp là computer chususo Hangukoro, bạn có thể đánh máy bằng tiếng Hàn không? Đấy, đánh máy cũng phải học nha. Bàn phím các bạn có hai cách, thì các bạn có thể mua bàn phím về dán. Cách thứ hai là hả, bạn có thể là học thuộc bàn phím giống như cô cũng học thuộc bàn phím, thì dán lên nó rối lắm, cô học cô nhìn không có được. Là tùy mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bài tập kẻ ô ha, bài tập trang 44. Thì các bạn sẽ kẻm cái ô như thế này, hoặc là các bạn viết trên vở ô ly của mình, các bạn viết viên chữ nó ra nha. À, chiết chiết, mỗi lần viết là mỗi lần đọc như thế cho cô nhé. Chiết chiết, ok chưa? Rồi tiếp tục là khiết khiết khiết, viết đến chừng nào chữ thuộc thì thôi. Tiếp tục thiết thiết thiết, hiếp 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 và hiếp hiếp hiếp. Viết cái ô này viết đến khi nào các bạn thuộc, đọc được, thuộc nét chữ, nhớ nét chữ, đọc được rồi mới thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua trang 45, bài trang 45. Nghe chưa? Trước khi qua nghe thì mình sẽ nghe chất 25 trước. Daeumul deukko ttara haseupsio. Cha. Cho. Cho. Chu. Chi. Chi. Che. Chè, chè, chì, kà, kò, kù, kù, k,
크, 키, 케, 케, 쾌, 퀴, 타, 터, 토, 투, 트, 티, 태, 태, 퇴, 튀, 파, 퍼, 포, 푸, 트, 피, 패, 패, 퇴, 퀴, 하, 허, 호, 후, 흐, 히, 해, 해, 회, 휘. Deck 25 chính là một cái bảng mà người ta sẽ ghép giữa những cái cụ âm bật hơi này với những nguyên âm mà mình đã học rồi. Bây giờ mình sẽ liệt cái bảng ra ha. Rồi, nguyên âm đầu tiên mình đã học chính là nguyên âm A, O, U, U, Ư, I, E, E, V, và Q. Q, đây là những nguyên âm các bạn đã học rồi, đúng chưa? Bây giờ những phụ âm bật hơi mình đang học chính là thiết, 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 thiết và cuối cùng là thiết. Nhớ cho cô ha, tuy là trong cái giáo trình này mình học thiết nó nằm trong nhóm âm bật hơi, nhưng nhớ cho cô nó là âm bán bật hơi có một nửa thôi, bán là một phần nửa đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nói vô đúng không? Nói giống như hôm bữa giờ cô đã chỉ rồi, phụ âm đi trước, phụ âm đi sau. Chiết A đọc là cha, chiết A đọc là cho, chiết O cho, chiết U chu. Bây giờ bạn nào còn không biết là viết tại sao mà chiết là cái phụ âm nó lại đứng bên trái và nó lại đứng bên trên vào chữ A, O đứng bên trái này, O, U đứng bên trên, thì quay về bài số 1 cô đã chỉ rồi nha. Học kỹ, nếu quên bài thì dở lại bài cũ học. Tiếp tục. Ư, chừ. Các bạn nhớ không? Khi mà cái hồi nãy chắc 24 các bạn nghe đó, người ta đọc dưới này nè. Chừ, khư, thư, pư và hư, thì đây người ta ghép với âm ư này, ok chưa? Rồi chiết nguyên âm y đọc là chi, che, che, che và chi. Rồi tiếp tục, ha, kho, khu, khu, khư, khi, khe, khê, khuê và khuy. Những âm còn lại các bạn sẽ về nhà
ghi ra, ghép vào, rồi nghe âm, nghe, nghe file, đọc lại cho cô nha. Bây giờ mình sẽ đọc những chữ này nha. Đọc là cha, 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 cho, 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 chu, 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 chi, 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 che, 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 chi, chi, chi. Tiếp tục. Kha, 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 kho, 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 khu, 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 khi, 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 khe, 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 khuê, 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 khuê. Ở nhà nhớ hoàn thành những cái bài tập này cho cô nha. Viết, đọc, viết, nghe đến khi nào thuộc hết, nghe được hết, đọc được hết, viết được hết thì các bạn mới qua tiếp. Bây giờ mình sẽ qua tới trang 46 phần từ vựng. Bữa nay không có bài tập, có từ vựng thôi, có bài tập mấy cái bài mà về nhà cho con học thuộc vậy thôi. Rồi. Chữ thứ nhất là cô chu. Cô chu là quả ớt. Rồi, tiếp tục. Ki. Cha. Ki cha. Xe lửa. Ki tha. Đàn guitar. Ở đây các bạn là biết đánh đàn không? Đàn guitar. Tiếp tục. U. U cho. Con tem. Cha. Xe hơi. Chữ cha này nó còn có nghĩa thứ hai, có nghĩa là trà. Trà để uống á, à, trà xanh rồi đó, gọi là lục trà rồi đó, hồng trà đó. Thì gọi chữ cha, à, trà trong hồng trà, lục trà, trà xanh hay là trà để uống thì gọi là cha. Nên đôi lúc các bạn sẽ phải phân biệt được khi nào dịch xe hơi, khi nào dịch là trà. Rồi, tiếp tục. Che sổ. Rau. Chi mà. Váy. Váy này là váy rời. À, chân váy á. Thì đâu là chi mà. Tục. Chi chư. Chi chư có nghĩa là hôm mai. Gọi là phô mát đấy, phô mai. Camera. Camera. Máy ảnh. Copy. Cà phê. Không đọc là copy nha, đọc là copy. Tiếng Hàn là tiếng Hàn nha, tiếng Việt là tiếng Việt ha. Khô. Mũi, lỗ mũi của mình nè. Tennis. 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 Tiếp tục. T-shirt. Áo thun. Pato. Con sóng. Sóng bắt đầu từ đâu? Tiếp tục. Photo. Quả nho.
Piano là đàn piano. He mặt trời. Hô tu quả ốc chó. Hô su hồ, hồ nước. Cuối cùng là hiu chi, giấy, giấy vệ sinh đấy, khăn giấy, nói chung là khăn giấy để lau. Rồi, đọc bài nhá, bây giờ mình sẽ quay về đọc bài. Cô chu, cô chu, cô chu. Ki cha, ki cha. Guitar, 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 guitar. 우표, 우표, 우표. 차, 차, 차. 채소, 채소, 채소. 치마, 치마, 치마. 응? 걔네 나 치즈냐? 치즈, 치즈, 치즈. 카메라, 카메라, 카메라. 커피, 커피. 커피, 코, 코, 코. 테니스, 테니스, 테니스. 티셔츠, 답이 사진 나와 안 해. 티셔츠, 티셔츠, 티셔츠. 파도, 파도, 파도. 포도, 포도, 포도. 피아노, 피아노, 피아노. 해, 해, 해. 호두, 호두, 호두. 호수, 호수, 호수. 휴지, 휴지, 휴지. Các bạn thấy khi mà các bạn đọc một cái từ riêng giống như là cha, cho, chu, chu như thế này thì đọc rất là mạnh. Nhưng các bạn thấy như đọc cô chu, nó sẽ giảm nhẹ đi. Nên khi các bạn đọc mạnh ở đây, rô đây nó các bạn đọc nhẹ xuống là vừa, vừa cả phát âm của người Hàn ha. Còn khi bên đây bạn đọc nhẹ quá đọc là cha, cho, xong rồi đọc là khô chu, xong rồi nó mất tiêu luôn cái bậc hơi đó thì nó sẽ không có đúng phát âm. Nên các bạn sẽ cố gắng đọc bên ngoài đọc cho đúng nha, đọc cho mạnh vô, bậc hơi mạnh ra. Thì vô đây khi bạn đọc từ vựng và đọc từ vựng nó đã giảm nhẹ rồi đúng không? Vô câu nó còn giảm nhẹ nữa. Vô câu nó còn giảm nhẹ nữa. Nên là lúc đó mấy bạn còn chỉ bây giờ 100% mấy bạn bật hơi ra, nhưng mà vô từ vựng các bạn còn 90. Còn vô câu các bạn còn chỉ cần 70 thôi. Nên là nó vẫn còn bật hơi nhưng mà nó ít thì nó vừa, lúc đó nó vừa độ ha. Chứ còn mấy bạn bật hơi nhẹ quá vô câu là mất luôn đó. Nên cố gắng cho con ha. Rồi đọc lại, đọc lại nha. Cô chu, cô chu, cô chu. Kicha, kicha, kicha. Kita, kita, kita. 우표, 우표, 우표. 차, 차, 차. 채소, 채소, 채소. 치마, 치마, 치마. 치즈, 치즈,
치즈 카메라 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 커피 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 코 코 코 테니스 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 티셔츠 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 파도 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 포도 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 피아노 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 hair 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 호두 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 호수 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 휴지 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 Rồi bây giờ mình sẽ qua nghe file phát âm theo nhé. Đáp 단어를 듣고 따라하십시오. 고추 기차 기타 우표 차 채소 치마 치즈 카메라 커피 코 테니스 티셔츠 파도 포도 피아노 해 호두 호수 휴지 Bây giờ có một cái bài tập trang 47. Thì cái này bài tập này hôm bữa giờ mình quen thuộc rồi ha, mình kéo ô ra. Hoặc là mình lấy giấy ô ly ra, mình viết. Viết từ vựng vào cứ một chữ là một ô. Đây là cha, không rồi khô, he, ki cha. Ki cha thì nó là hai chữ nên viết hai ô nhé. U kho cũng là hai chữ, viết mỗi chữ một ô. Chi ma cũng như thế luôn. Rồi tiếp là pato, pa một chữ và to một chữ. Rồi ho su, camera, ka me ra. Nghe ha, camera. Đấy. Đó, tiếp tục là tennis, tennis. Tennis. À, các bạn về nhà viết, viết đến khi nào thuộc được những từ này. Cứ người nghe, nghe file người ta đọc ra mình ghi được. Rồi mình phát âm theo được. Mình nhớ chữ, nhớ từ vựng. Rồi mình hãy qua trang tiếp theo nhé. Bài tiếp theo chính là bài cũng là bài phụ âm. Đúng chưa? Bài này không có bài tập. Nên là các bạn về nhà học thuộc lại từ vựng, ôn bài cho cô nha. Rồi mình nghỉ.